Ra. Cũng đi. Thả cô bé ra. Đừng khóc nữa. Không sao chứ? Không cần đa tạ, nên làm mà. Đừng đi con. Đừng khóc nữa. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Ngoan. Con có phải đưa trẻ lên ba đâu, sao cứ khóc nhẹ hoài như vậy? Mau đứng lên đi. Hai người đi đâu? Con tìm cha. Cha con làm gì? Giống như thuốc vậy, tay cầm thương, đánh người kim. Vậy sao? Cha của con giỏi lắm, thống lĩnh và dặn binh mã lận. Cha con tên gì? Nhạc Phi. Tên gì chứ? Nhạc Phi thống soái, Nhạc Gia Quân. Hai người là gia quyến của Nhạc Phi sao? Đúng vậy. Ngày quen Nhạc Phi sao? Ta sẽ đưa hai người tới gặp. Đây là số lương thảo mà chúng tôi đã nhận gần đây. Mời ngài xem qua thử. Không sao, ta tin cậu mà. Đại ca. Đại ca. Về rồi, về rồi. Ai vậy? Là đại tẩu và An Nương. Họ vẫn chưa chết, họ trở về rồi. Bây giờ đang ở quân doanh kia. Đây đúng là chuyện tốt mà. Đúng vậy đó. Ê, cậu còn ngây ra đó làm gì? Đi mau đi chứ. Phải đó đại ca, mau đi thôi. Mau đi thôi đại ca, chờ đại giới. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám,
Một, hai, ba, bốn. Ê, đại ca. Người đâu? Hả? Họ sốt ruột muốn gặp huynh nên để cho người đưa về rồi. Ê, đại ca. Hả? Cao Sủng bên kia, đại tẩu Dạng Nương được hắn cứu về đó. Đại ân cứu mạng của huynh, Nhạc Mộ cảm kích vô cùng. Tướng quân xin đứng lên, Cao Mỗ không nhận nổi. Chỉ là chuyện ta thiếu nợ huynh, lương thảo ta trả về cho huynh rồi. Cao tướng quân, nơi này không nhỏ, lại có lương thảo. Nếu như tướng quân không chê, có thể đưa binh mã của huynh gia nhập Nghi Hưng. Sau này chúng ta liên thủ chống Kim, không phải nhanh hơn sao? Cao Sủng, ta biết Nhạc tướng quân là một đại anh hùng. Để ta cùng đánh trận với lại tướng quân, ta làm không được. Lý do là gì? Nương tử ta không nhìn thấy. Nếu ta có mệnh hệ gì trên chiến trường, nàng ấy phải làm sao? Cao tướng quân, nếu ta tìm được đại phu chữa đôi mắt cho phu nhân, thì huynh có suy nghĩ lại hay không? Mời Tố Tố cô nương ta đi. Dạ. Anh nương. Cha ơi. Anh nương. Trốn nữa rồi. Tiểu tử cũng khá lắm. Cha, tới lượt cha. Ừ. Thank you.
được rồi. Cha, cha, cha. Tố Tố cô nương, chàng ấy bị làm sao vậy? Chắc là do nhiều năm chinh chiến xa trường, bụi và khói bay vào trong mắt gây ra. Vậy có cách nào chữa trị không? Xin cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ gọi đại phu nấu ít thuốc. Nhưng bệnh về mắt thì không thể gấp được, cần từ từ chữa trị mới khỏe. Yên tâm đi, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Không ngờ Tố Tố cô nương tuổi vẫn còn trẻ mà đã biết xem mạch bốc thuốc, thật là không đơn giản. Tẩu tẩu đừng cười tôi nữa, chỉ là tôi học từ cha một chút y thuật thôi. Đúng rồi, không phải là muội biết châm cứu sao? Châm cho ta vài mũi đi. Chuyện này được rồi, tôi sẽ thử. Xong rồi, bây giờ Quynh có thể thử mở mắt ra. Nè, chàng cảm thấy thế nào? Hình như thật sự đỡ hơn nhiều. Tố Tố cô nương, đa tạ cô. Tẩu tẩu đều là người nhà, đừng khách sáo. Thuốc hơi đắng đó. Thuốc do nàng nấu làm sao đắng được. Thuốc giờ tiếp nấu có tác dụng gì? Đơn thuốc này là do Tố Tố cô nương viết cho chàng mà. Thiếp nhìn ra được cô ấy có tình cảm với chàng. Nàng nói cái gì vậy? Ta luôn xem cô ấy như muội muội của mình thôi. Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy. Cô ấy không nghĩ như vậy thì ta cũng không nghĩ vậy. Ta lại cảm thấy là nàng nghĩ quá nhiều. Theo ta thấy, thuốc này không đắng mà có hơi chua. Thêm một chén đi.